Thưa quý vị, trước tình hình người dân phát triển mạnh diện tích sầu riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tuyên truyền vận động nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện đất đai, nguồn nước không phù hợp. Toàn tỉnh có 438 ha sầu riêng, chủ yếu chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả ở vùng cao của các huyện Đồng Tháp 10. Hiện nhiều địa phương có xu hướng mở rộng trồng mới sầu riêng ở những vùng không có lợi thế, thường bị lũ lụt, xâm nhập mặn trong khi quy mô sản xuất nhỏ lẻ chưa đảm bảo tiêu chuẩn gáp, diện tích được cấp mã số dùng trồng còn rất khiêm tốn. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp ra soát diện tích sầu riêng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển cây ăn trái chủ lực đến năm 2025 và 2030, đồng thời xây dựng hồ sơ đề nghị cấp mã số dùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu phù hợp, tăng cường xuất tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sầu riêng. Bên cạnh đó, dân động nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại những vùng không phù hợp.